Theo kết quả một cuộc khảo sát mới của tờ The Wall Street Journal với các nhà kinh tế hàng đầu, xác suất kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong năm tới là khoảng 44%. Đây là tỷ lệ cao nhất đối với nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ trong năm tiếp theo, kể từ khi tờ báo bắt đầu tiến hành khảo sát vào năm 2005. Trước cuộc suy thoái 2007-2009, các nhà kinh tế đã dự báo xác suất suy thoái là 38%, còn trước cuộc suy thoái năm 2020, con số dự báo chỉ có 28%. Các chuyên gia cũng cho rằng dựa trên các xu hướng lịch sử, nền kinh tế Mỹ có thể sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm 2022. Lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ đã lan nhanh trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Fed đã tăng lên 1,75%, mức tăng nhanh nhất trong 30 năm qua. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán cũng liên tục biến động. Cũng theo khảo sát, có tới 53 nhà kinh tế trong cuộc khảo sát cho rằng sau đợt tăng lãi suất gần đây nhất, dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất lên 3,3% vào cuối năm nay. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã trấn an về nỗi lo suy thoái khi cho rằng tỷ lệ thất nghiệp thấp và tăng trưởng việc làm mạnh mẽ là những chỉ số cho thấy một nền kinh tế lành mạnh. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen mới đây cho biết nền kinh tế sẽ chậm lại và rất khó để chống lại suy thoái. Tuy nhiên, hơn 50% người Mỹ nói rằng nền kinh tế đã rơi vào tình trạng suy thoái khi lạm phát ghi nhận mức cao nhất trong 40 năm vào tháng trước và giá khí đốt đã tăng gấp đôi.